Anh Nam. Ê, Linh kìa. Em uống nước đi, anh mua cho em đó. Anh Tuấn, anh uống chưa? Em nhường của em cho anh nè. Thôi, anh không uống đâu. Cái này là thằng Nam mua cho em mà. Anh uống là nó buồn đó. Thằng này, buồn gì chứ. Thôi, nó muốn em uống đi. Dạ, cảm ơn anh. Mà tao không hiểu tụi bay quen nhau như thế nào luôn á. Nam, mày đúng là lợi hại thiệt. Sao mà bằng anh được chứ. Thôi Linh, đưa ly nước đây, anh dục cho. Đứng đợi tao xíu nha, chút về dẫn đi xem phim. Ừ. Linh, tại sao em lại quen thằng Nam chứ? Dù gì nó cũng chỉ là người đến sau thôi mà. Anh buông tay em ra đi. Anh Nam á, vừa nhà giàu vừa hào phóng hơn anh. Nếu mà em chọn ảnh á, thì em sẽ được rất là nhiều thứ. Anh buông tay em ra đi. Em không muốn anh Nam thấy cảnh này đâu. Nhưng mà em nói đi, em còn yêu anh đúng không? Em quen thằng Nam chỉ vì nó khờ, em dễ lấy tiền của nó đúng không? Em... thôi, anh buông tay em ra đi. Anh Nam mà thấy là không có hay đâu. Linh, chỉ cần em nói em còn yêu anh thôi, nhất định không bao giờ anh từ bỏ đâu. Ủa Nam, mày đi về nhanh vậy? Mà hồi nãy mày nói cái gì á, tao quên mất tiêu rồi. À, thôi đi xem phim. Nay tao mời. Ok đi. Chị Giang, chị gọi em có việc gì không? Như em cũng đã biết á, thì công ty của chị chỉ là một phần nhỏ của tập đoàn lớn thôi. À, đây là anh Trung, là giám đốc bên chi nhánh lớn á. Anh Trung à, đây là Nam, em trai của em. Dạ em chào anh Trung. Em nghe chị Giang nói rất nhiều về anh à, hôm nay mới có cơ hội gặp. Anh cũng rất vui á khi gặp được em. Anh nghe chị của em á kể nhiều về em rồi, nên là anh vào thẳng vấn đề luôn ha. Dạ. Anh và chị hai của em á đều làm một công việc như nhau. Em là người trong nhà, cũng hiểu rất là rõ. Đợt này á, chị của em gửi em qua bên anh để học nghiệp vụ. Nên là anh chỉ cần em làm đúng cho anh một chuyện là được. Dạ, em sẵn sàng làm mọi việc dưới sự chỉ đạo của anh à. Em là người mới, nhưng được đặt cách lên làm trợ lý riêng của anh. Nhưng mà để tránh sự chú ý của nhiều người á, trong thời gian này, anh không muốn em gây ra bất cứ một tai tiếng nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Em hiểu ý anh nói không? Anh... à, em à, ý của anh á là em cứ làm việc bình thường thôi, đừng có gây tai họa vậy là được. Anh cứ nói quá lên á, làm thằng nhỏ nó sợ rồi kìa. Dạ, em hiểu rồi. Cái thằng này, nói vậy thôi mà cũng sợ. Nhưng mà nói thật đi. Anh thì sao mà gọi anh ra đây vậy? Thôi mơ đi ông. Tại hôm nay á, tôi cần người tâm sự cho nên là mới gọi anh thôi. Anh đừng có mà tưởng bỡ. Chứ không phải là thằng Nam nó bơ em, không đếm xỉa tới em mới gọi tới anh sao? Sao? Kệ tôi. Ờ, à, mà anh để qua chìa khóa ngoài xe rồi. Em ra lấy giùm anh được không? Thôi, tôi làm biếng lắm, không có đi đâu, anh tự đi đi. Ra lấy giùm anh đi. Tại nay anh có cuộc gọi gấp, lát anh chạy tiền nước cho.
Alo, tao biết rồi. Có gì gọi lại sau nha.